Mình vừa mới cầm cái đế này lên, nó khá là bẩn. Và những cái đế mà mọi người dùng hay là đồ gỗ mà mọi người dùng ấy, khi mà nó bẩn này, nó bụi, nó bẩn và nó bám, nó cáu vào thì nó sẽ rất là xấu, đúng không ạ? Đây, anh em nhìn này này. Đấy. Bây giờ muốn làm thế nào cho nó sạch và cho nó bóng thì chia sẻ cho anh em là mình có một cái thần dược loại này. Đấy, để mình test cho anh em về cái đồ gỗ. Mở cái nắp này ra, bên trong này nó có cái bọt biển này. Đây. Sau đó là mình lấy cái này mình lau ở đây này. Đấy, nó đã sạch rồi, đúng không ạ? Đấy, khá là sạch rồi, bởi vì trên cái này đã có cái xịt cái nước của nó rồi. Đấy, dùng cái vòi này lắc lắc nó lên, bao xịt. Đấy, còn lấy cái mút này bắt đầu lau. Anh em nhìn này, trong vòng 1 phút độ đẹp của nó này, anh em nhìn thấy này, giờ nó đẹp không, bóng nhoáng luôn này. Đấy, thấy không, xịn sò chưa?